Tiếp tục bản tin với một số tin tức văn hóa. Triển lãm Những ký ức tĩnh lặng đưa người xem về một Hà Nội tại nhiều chiều không gian và thời gian đầy ấn tượng với cách hòa sắc hiện đại dựa trên chất liệu sơn mài truyền thống. Mùa thu trầm lặng hiện ra dưới vòng cây của khu vườn Ơ Kia Rồi Hà Nội với nhiều đốm sáng và khoảng trống. Tác phẩm có bề mặt mịn lạ lùng của sơn mài qua bảng màu hầu như không có điểm gì chung với sơn mài truyền thống. Tất cả cho thấy sự tiết chế cảm xúc để chạm vào cái duyên dáng ở tầng sâu của không gian, nhân vật của người họa sĩ. Triển lãm trưng bày 30 bức tranh sơn mài khổ lớn với sự kỹ lưỡng trong từng góc phố Hà Nội qua nhiều sắc thái khác nhau. Ở đó, vườn cây trong đô thị, hồ Gươm, phố cổ từ sáng sớm tinh sương đến khi rực nắng, hay khoảnh khắc đèn trang trí bật sáng tới lúc trăng khuyết, trăng tròn. Với cách hòa sắc hiện đại, họa sĩ vừa khắc họa những không gian quen thuộc, vừa lột tả được tâm trạng nhân vật và vẫn mang đến sự hân hoan bất ngờ, gây ấn tượng sâu sắc cho người xem. Những ký ức tĩnh lặng là nơi để cảm nhận chiều dài của cả một đời người dưới sự chiêm nghiệm của họa sĩ.